Tissue xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào đón cả nhà. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Tissue Chuyu. Hôm nay thì ngay góc này đây cả nhà mình, khách du lịch đang dừng lại để mua hải sản. Tissue thấy xa xa cá đang lên nên là đi quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Ở đây là đường Nguyễn Hữu Tiến ngay cả nhà mình, ngay đầu đường, ngay góc cầu Ké. Nếu mà cô chú anh chị các bạn muốn mua hải sản để mà đem về khi mà đi chơi ở Mũi Né, hay là có thể là rẽ qua cái góc đường Nguyễn Hữu Tiến và cầu Ké này nè, đó, để xem mọi người bán hải sản và mình mua mình đem về Sài Gòn. Mấy con? 10 con. 80 ngàn. Này mua về Sài Gòn. Này. Này. Này chục quả không? Chị lộn luôn. Chị là mình 3 kg một đĩa phải 10 con đến 8 con thì đúng rồi. 4, 6, 8, 10, 11, 10, 9 con. Một ký mốt. Anh nói rồi mình lột. Của nhà có cửa của bán đại được đắp trình dầu. Con một thì bỏ, bỏ cho tôi gãy. Để mấy con rồi nè. 10 con. Tôi mua giùm người ta. 10 con nghe mà giờ ơi tìm được cái gì ta đi. Cái bằng cái điều dành cho người ta bán cho mình ngàn mà mình bán cho người ta ngàn cái gì. Cá tươi. Anh mua cá về không ơi? Bên này là cá lên họ cân cân ký. Nhiều bao nhiêu rồi? 80 mình hỗ trợ năm nghỉ 70 ai mua. Đi có cầm đi lại mua đã không có tiền đi. Cái nhà bên này là cá đang lên nè, xách giỏ nhiều nè. Quá trời cá, hôm nay nhiều cá quá. Cái 15 ngàn. Trăm ơi, 200 ngàn. Cái được. Nó không, không có cái được được 200. Không có cái được được. Phèn, phèn 200 ngàn ký cả nhà. Mẹ ơi. Không có 345 đâu chị ơi. Đây là cá giỏ ở đây là tươi nhưng mà đều nhỏ. Đây là mua xong rồi đổ ra đây đem ra chợ bán. Đây là nạc bánh sô lô theo ký. Sao 2 năm thì lấy đi. 2 năm thì lấy. Cả 15 người ta lấy đi. Mua đồ ăn nè. Mua đồ ăn. Mua đồ ăn. Mua đồ ăn.
ra rồi mà ăn mình thích rồi đó. À, 60 ngàn đó chị lấy đi. 60 ngàn ký rồi nha. À, cá nhồng cá đồ không à, em bán rẻ cho chị 60 ngàn tiền à. Đổ ra để được đi vàng. Tôi lấy hết làm gì? Còn cách như để lại chỗ. Ủa anh không hết luôn nhiều lắm. Bao nhiêu ký đó cá chị á chị? Đó rồi, mua 2 ký thôi. Ăn không ngon mà nhỏ lên tấm à. Tôi kỳ nó đi. Cá chị bao nhiêu ký chị? 30 ký. Được rồi, được rồi. Tôi mua trong đó thấy sao có nhiều lắm, để nó cho bán chung với họ cũng được. Thì dọc ở đây khách du lịch đi xe rồi họ mua xong họ đem về cả nhà. Có cái thùng, mình đi đến đây mình mua một cái thùng xốp. Với lại mình bỏ đá vô trong cái thùng xốp đó. Và cái xe sao đủ chỗ đưa đó chứ. Là các em được đây. À mai gần tâm hả? 300 ngàn đó em. Ở đây thì họ mua lên họ bán lại. Bây giờ họ bán 300 thì họ lại mua lại 100. 300. Dạ. Này là ghẹ. Ghẹ hả? Ghẹ cái. À, ghẹ là cả nhà. À, mình đi làm phi trần này coi có gì khác không? À, cá nục ngon, nục mực. Cả nhà mình mua thì mua của mấy cái chị họ vừa lên mình mua ngày đó thì đó là sẽ là hàng tươi rồi cũng có là sẽ chở ở nơi khác đến cũng có vô cảng mua ra cũng có cho nên là mình mua ngay từ góc dưới đó, cả nhà mình nha. Đây nè cả nhà. Ở quầy còn sống luôn. Quầy là phải mua nha. Không phải cám ảnh nó thường nó ngon đấy. Đúng rồi. Hai cá nhồng. Nhồng nhỏ quá ha. Lấy con nào đi bé. Chị Lan lấy con nào cho chị Lan lấy đi. Con cái này để đây bán lẻ không được khỏi bươi cào đi. Con bươi này con bán lẻ rồi. Thì đây là cái góc hồi nãy mà mình mới vừa đi cùng với cả nhà đi mua coi hải sản, người ta mua bán hải sản này là ngay góc này là cầu Ké. Mình sẽ đi ngược lên trên này để đi vô ghé vào trong chợ gọi là chợ Thanh Hải. Thì khu vực này là khu vực Thanh Hải. Chỗ giáo xứ Thanh Hải này cả nhà. Kế bên thì có một trường tiểu học Thanh Hải. Mình sẽ rẽ vào đây ở số 551 Phú Hưng có cái hẻm ha. Mình đi vào đây thì đường này sẽ đi thẳng ra là chợ Thanh Hải. Mình có thể đi bằng cái đường Hùng Vương bên kia cũng được, còn đường này là đường Võ Văn Dũng. Mình đi thẳng vào thì sẽ đi vào trong chợ Thanh Hải.
Chợ Thanh Hải hôm nay họ bán ra ở phía khu vực ngoài này luôn để mình dễ mua, chứ bình thường thì họ sẽ bán sâu ở trong lòng chợ. Này vô chợ này cả nhà, hàng rau, hàng cải, hàng dừa, hàng bún. Đây thì mình sẽ có chợ cá. Này cá thu. Lấy 120 được, lấy 120 thì 80 200 vậy. Lấy 130 thì 20. Cá thu. Đuôi 12. Đuôi 12. Đuôi 20 đó. À đuôi 20. Cá tươi 20 đó. Cái gì chị ăn? Cô này nhìn cái thịt tươi vô góc chợ này thì có nhiều cũng hải sản, người ta cũng đi ở bên cái chỗ cảng cá Phú Hài, họ chở qua đi họ bán nè cả nhà mình. Ba chục ngàn. Cá da trâu. À lưỡi trâu chứ lộn. Lưỡi trâu. Mình đi thẳng cái đường này nè thì sẽ ra lại đường Hùng Vương. Thì nếu mình đi du lịch đi Mũi Né đó thì cả nhà mình muốn đi từ đường Hùng Vương thì cái con đường này là con đường mình đi nếu mà từ quốc lộ 1A ha, đi vô đường Lê Duẩn rồi đi qua đường Từ Văn Tư đi lên Võ Văn Kiệt thì bắt buộc là phải đi đường này để ôm lên dòng xoay này. Rồi rẽ vòng xoay thì sẽ đi Mũi Né, thì ngay đây thì sẽ có cái chợ, chợ ở ngay góc nè, thì mình có thể vô mình mua trái cây, mua hải sản, rồi còn không thì mình đi lên lại cái góc của cầu Ké để mình mua hải sản tươi cũng được. Thì chị Xô quay cái video clip này để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn những hình ảnh chợ Thanh Hải ở đây để gửi đến cả nhà mình. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã đón xem và đăng ký kênh ủng hộ Chị Xô. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi nhà và mọi người. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.